chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam vừa chính thức khai trương văn phòng tổng đại lý Genkasa Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Genkasa thứ hai tại thành phố với thiết kế có sự giao thoa giữa nét văn hóa của nước Ý và những giá trị văn hóa phương Đông, đem lại cảm hứng thân thiện, cởi mở, giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp của Generali Việt Nam. Tại lễ khai trương, thông qua Hội khuyến học quận Phú Nhuận, Generali đã trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh vượt khó và học sinh học giỏi trên địa bàn.